Làm mẹ một trong những hành trình thiêng liêng nhất của người phụ nữ, nhưng cũng là một hành trình đầy khó khăn. Sau khi sinh, da của mẹ thường nhạy cảm hơn. Những lúc này nếu không có phương pháp chăm sóc da sau sinh thì mẹ bầu khó có thể lấy lại nhan sắc tuổi xuân của mình. Vậy liệu có bí quyết gì giúp cho mẹ bầu cải thiện tình trạng này hay không? Hãy cùng shop giúp bạn trẻ đẹp tìm hiểu trong video bên dưới nhé. Trong quá trình mang thai, người phụ nữ đã phải trải qua rất nhiều thay đổi về cơ thể nhưng sau khi sinh, phụ nữ lại phải đối mặt với nhiều vấn đề khác. Chẳng hạn như sự thay đổi về hóc môn, căng thẳng và mệt mỏi là nguyên nhân khiến làn da của bạn gặp vấn đề sau khi sinh. Phụ nữ có làn da căng mịn khi mang thai thông thường sẽ bị nổi mụn trứng cá sau khi sinh. Ngược lại, nếu khi mang thai bạn đã bị nổi mụn trứng cá thì sau khi sinh xong, tình trạng này sẽ được cải thiện. Nếu bị nám da hoặc có một đường ở bụng thì sau sinh, chúng sẽ bắt đầu mờ dần và hoàn toàn biến mất với điều kiện bạn chăm sóc cẩn thận, không tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời. Những vết dạn da cũng bắt đầu mờ dần, dù chúng không biến mất hoàn toàn, không những thế, trong thời gian mang thai và đặc biệt sau khi sinh, tóc bị rụng là điều thường xảy ra nhất đối với các mẹ. Nhiều chị em có thể hốt hoảng vì lượng tóc rụng trong thời gian này. Bởi nồng độ estrogen giảm mạnh sau sinh, khiến tóc bạn rụng nhiều, hoặc tóc sơ xác hơn rất nhiều so với trước đây. Hầu hết những thay đổi trên cơ thể của phụ nữ sau sinh đều mang tính tiêu cực. Tuy nhiên chị em cũng nên biết cách dưỡng da sau sinh để sớm khắc phục những thay đổi không tốt này nhé. Sự thay đổi của làn da là một trong những nỗi lo lắng của các mẹ bầu sau khi trải qua thời kỳ sinh nở. Một số vấn đề mà các mẹ có thể gặp phải ở giai đoạn này bao gồm: một là dễ bị nổi mụn, nguyên nhân có thể là do lượng hóc môn thay đổi trong quá trình thai kỳ làm mụn bắt đầu xuất hiện. Hơn nữa, dù cho bạn sở hữu một làn da trắng mịn thì vẫn có nguy cơ bị mụn. Thứ hai là da dễ bị khô và bong chóc, có thể thấy chính do lượng hóc môn trong cơ thể thay đổi đột ngột là nguyên nhân của sự mất cân bằng nội tiết tố. Điều này khiến chị em sau sinh có làn da khô và mỏng hơn, Lúc này, sức đề kháng da của các mẹ cũng yếu đi rất nhiều nên rất dễ bị tổn thương khi bị tác động từ môi trường, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Thứ ba là da sẽ dễ xuất hiện nám và tàn nhang. Trong thời kỳ mang thai, mặt bạn có thể sẽ xuất hiện các vết nám, tàn nhang. Sự thay đổi sắc tố này xảy ra do lượng hóc môn thai kỳ trong cơ thể tăng cao. Các hóc môn này sẽ giảm dần sau khi mang thai. Khoảng 70% phụ nữ bị nám khi mang thai ở trên má, mũi và chán. Chính vì vậy, khi sinh con làn da của các mẹ bỉm sẽ có sự thay đổi rõ rệt so với khoảng thời gian trước khi mang thai. Do đó, mà đây là thời điểm mà các mẹ bình gấp rút đi tìm cho mình những phương pháp khác nhau để lấy lại làn da tươi trẻ như lúc ban đầu nhé. Thế mới nói, quy trình dưỡng da sau sinh là điều rất cần thiết cho chị em phụ nữ chúng mình. Thay vì cứ ủ rũ vì da xấu đi, tại sao chúng ta không bắt đầu làm đẹp da sau sinh với các bước sau đây nhỉ? Bước 1. Làm sạch da mặt Việc làm sạch da vô cùng quan trọng trong quá trình làm đẹp sau sinh, kể cả sau khi sinh em bé hay sau này. Việc làm sạch sẽ giúp da bạn loại bỏ được lớp dầu thừa, cũng như lớp da chết gây bít tắc lỗ chân lông. Vậy nên hãy sử dụng sữa rửa mặt phù hợp với da từ 1 đến 2 lần mỗi ngày và hãy tẩy tế bào chết một lần mỗi tuần để làm sạch da và hạn chế sự hình thành của mụn trứng cá. Bước 2, cung cấp cân bằng độ ẩm và cách dưỡng da mặt. Sau khi bạn đã rửa mặt xong, làn da dễ rơi vào trạng thái mất đi sự cân bằng về độ ẩm, đặc biệt là đối với các mẹ mới sinh có làn da khô, Do đó, chăm sóc da mặt sau sinh bạn cần quan tâm đến việc cung cấp độ ẩm cho da. Sử dụng nước hoa hồng hay toner sau khi rửa mặt được xem làm phương pháp cấp ẩm hiệu quả. Tuy nhiên, đối với các chị em sau khi sinh sử dụng toner cần chú ý những điều sau. Cần lựa chọn và ưu tiên các dòng toner có nguồn gốc chiết xuất từ tự nhiên, có chứa các thành phần hữu cơ, dịu nhẹ, không chứa các thành phần hóa học dễ gây nên tình trạng dị ứng, kích ứng ở da. Chỉ được sử dụng theo liều lượng 1 đến 2 giọt trên lần vào buổi sáng và tối sau khi rửa mặt hàng ngày. Nếu lạm dụng quá mức, da bạn sẽ rất dễ khô đấy nhé. Bước 3, sông hơi mặt, dưỡng da sau sinh. Sông hơi là một chìa khóa, hữu hiệu trong quy trình chăm sóc da mặt sau sinh để mở rộng lỗ chân lông, cho phép giải phóng các tạp chất gây ra mụn và làm sạch sâu các tầng lớp dưới da. Các hơi nước ấm còn có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu nuôi dưỡng da khỏe mạnh. Thêm vào một số mùi hương nhẹ nhàng từ thảo mộc hay tinh dầu sẽ mang đến cho bạn cảm giác thư thái hơn, chữa lành tinh thần cực kỳ hoàn hảo. Cách thực hiện khá đơn giản như sau. Bước 1, đun sôi một số loại dược liệu, trà hoa cúc, lá bạch đàn, Bước 2, sau 2 đến 3 phút đổ ra bát tô hoặc bồn rửa, có thể thêm vài giọt tinh dầu trà hoặc phong lữ. Bước 3, chùm khăn qua đầu và che kín chiếc bát để hơi nóng phả từ từ lên mặt. Bước 5, nâng cao đầu hoặc hạ xuống cho tới khi đạt khoảng cách thoải mái, giữ trong 5 đến 10 phút. Bước 4, mát xa mặt cho mẹ bầu. Theo nghiên cứu cho thấy, 59% phụ nữ sau sinh trải qua 10 ngày mát xa đều cảm thấy tươi tắn và trẻ hóa hơn, có cảm nhận da mềm mại và săn chắc đáng kể. Lý do là bởi cách làm này có tác động tích cực đến sự lưu thông máu, làm cho da cải thiện khô héo và tắc nghẽn chất bã nhờn. Trước khi bắt đầu, hãy làm sạch mặt và tay, sử dụng serum hoặc tinh dầu để massage dễ dàng và tăng thêm hiệu quả làm đẹp. Sau đó thực hiện theo trình tự: Bước 1, đặt ngón tay tại vị trí thái dương, xoay tròn và đều. Bước 2, dùng mặt phẳng từ bàn tay và các ngón để xoa hai bên mặt, từ cằm hướng lên trán rồi trượt tay ngược lại. Bước 3, nhấn và lướt ngón áp út vào giữa lông mày ra tới đường chân tóc, đuôi mắt và mí dưới mắt. Bước 4, bấm vào vị trí ấn đường trong vài giây, tiếp tục vỗ nhẹ xuống gò má. Bước 5, dùng ngón trỏ và ngón giữa để xoa bóp dưới giấy tai, sau đó ấn từ từ xuống cổ. Trước khi kết thúc, dùng 10 đầu ngón tay vỗ nhẹ trên khắp các vùng da mặt trong 1 đến 2 phút. Bước 5, sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng được xem là cách chăm sóc da mặt sau sinh quan trọng trong chu trình skincare ban ngày. Bởi lẽ, sau khi sinh xong da mặt của các mẹ rất yếu và dễ bắt nắng, chính vì vậy mà các bước skincare cho mẹ sau sinh không thể thiếu các loại kem chống nắng, cũng như các biện pháp che chắn trước ánh nắng mặt trời. Do tia UV là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng da bị nám, sạm, tàn nhang cũng như các vết đốm nâu trên da. Hy vọng các cách chăm sóc da sau sinh trên đây có thể giúp ích cho các mẹ cải thiện tình trạng da của mình. Tuy nhiên, các mẹ cần phải kiên trì dưỡng da sau sinh để nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, săn chắc và trắng hồng rạng rỡ. Là phụ nữ hãy cố gắng cân bằng thời gian cho gia đình và bản thân một cách hợp lý, tập xây dựng những thói quen tốt để luôn duy trì sự trẻ trung xinh đẹp của mình. Hãy cùng theo dõi shop giúp bạn trẻ đẹp để biết thêm nhiều mẹo giúp bạn trở nên tươi trẻ và dạng người hơn. Ngoài ra, bên shop giúp bạn trẻ đẹp mình cũng có bán những sản phẩm làm đẹp, dưỡng da chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.